Đi ngoan nha. Ngồi im để ba cắt ngón tay cho. Ngón tay đi dài rồi, bẩn lắm. Đi ngoan thế nhỉ. Rồi, đưa cái tay này đi ba. Đưa, đưa cho ba, không mút tay nữa. Để cắt cái tay này ra rồi. Phải xé đi chơi nha. Đi chơi ngoài kia bẩn lắm. Cắt đi sạch không là bị vi khuẩn nha. Rồi, rồi cắt rồi. Rồi xong rồi. Đi cái móng chân sạch rồi. Rồi cắt này đã. À đi xuống này à. Xong rồi bắt đưa bắt xem này. Rồi sạch hết rồi. Rồi TiTi có bộ móng đẹp rồi. Ba con mình lên võng nằm ngủ nha. TiTi ngủ nha. Ba cho lên võng nha. Đi, đi nào. Đi nào. Ba bé đi lên võng ngủ nha. Đi nào. Chiều ba dậy cho ba cho đi chơi nhá. Đi đi nhá. Ba chiều ba đi chơi. Ồ. Không, ba nằm đây. Quay lại. Áo ngủ, áo ngủ hả? Ồ, thì gì vậy? Cài cái báo cho ba hả? Nó cài lại đi. Cài báo cho ba đỡ lạnh hả? Cài ba. Bye bye. Ba buồn ngủ quá rồi, đi đi.